Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ hoành phi cầu đối gỗ vụn dài 2m17. Bộ này là bộ mẫu lạ mà chúng tôi làm cho khách Hải Phòng. Bộ này là chúng tôi làm cho khách buôn. Chúng tôi có bán buôn bán lẻ hoành phi cầu đối trên toàn quốc. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bộ hoành phi này chúng tôi làm kích thước là 2m17, rộng 69. Và chúng tôi trong lòng chúng tôi chạm 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên và 4 chữ Nho ở bên góc phải. Thì 4 chữ Nho nhỏ này bên góc phải thường thì là chúng tôi làm cho khách thì là 5 lập. Nhưng cũng có khách hàng thì đều là người lập, tùy theo nhu cầu sở thích của quý khách hàng trên toàn quốc. Và Ẩm Hà Tư Nguyên này chúng tôi làm theo yêu cầu là đọc từ trái sang, còn bình thường thì chúng tôi là đọc từ phải sang, vì là chữ Hán Nôm, chữ Nho theo lối cổ ngày xưa là phải đọc từ phải sang. Nhưng làm theo yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi đã đặt đúng chữ Ẩm Hà Tư Nguyên từ trái sang. Và ván thì chúng tôi làm dày 3 phân để đảm bảo cái độ cong vênh co ngoắt nó không bị cong vênh co ngoắt nhiều. Chúng tôi làm ván nó dày lên, và câu đối thì chúng tôi làm dày 4 phân, dài 2m17, rộng 28. Một bên chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên chúng tôi chạm là Từ Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, có phụ đề tiếng Việt phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Cái mẫu này chúng tôi cũng làm rất nhiều rồi, đi với Hoành Phi. Quý khách có thể xem các video clip trước chúng tôi đã giới thiệu. Và gần đây chúng tôi liên tục giới thiệu các cái mẫu Hoành Phi cầu đối mới cho quý khách trên toàn quốc tham khảo. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm mới nhất về đồ thờ cúng. Gần đây chúng tôi cũng được biết là rất nhiều các khách hàng ở Hải Phòng, Quảng Ninh cũng đã điện về cho chúng tôi để lấy cái mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Chúng tôi cũng đang cho sản xuất theo lô, trung bình một tháng thì chúng tôi ra được từ 100 tới 200 bộ hoành phi như thế này để đáp ứng cái nhu cầu thị trường ngày càng cao. Và chất liệu thì chúng tôi đang làm với ba dòng chất liệu, đó là gỗ vụn, gỗ gõ đỏ và gỗ hương đá. Nhưng mà đến 99% là chúng tôi làm về chất liệu gỗ vụn cho các cái sản phẩm đồ thờ cúng, hoành phi cầu đối, cuốn thư cũng như là khám thờ, vì gỗ vụn nó rất là bền. Gỗ vụn là chúng tôi làm gỗ vụn của nước Lào. Các bạn đang xem đây là bức hoành phi. Xung quanh chúng tôi đục thư quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai. Và trong lòng ván chúng tôi chạm bốn chữ Ẩm Hà Tư Nguyên từ trái sang. Được dịch ra thì có nghĩa là uống nước nhớ nguồn. Và chúng tôi cũng chia sẻ thêm các cái bộ chữ cho quý khách tham khảo như Lưu Phúc Lưu Ân, hay là Vạn Cổ Trường Xuân, hay là Vạn Cổ Anh Linh, Đức Minh Thế Bảo, Vạn Thế Trạch, rất nhiều. Quý khách chỉ cần gửi các cái bộ chữ về cho chúng tôi là chúng tôi sẽ thi công được. Quý khách hãy liên hệ về 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái sản phẩm một. Đây là đôi cầu đối dài 2m17, rộng 28, dày 4 phân. Ván hoành phi là chúng tôi làm ván dày 3 phân. Mỗi một mẫu hoành phi cầu đối thì nó lại có một cái kích thước và độ dày khác nhau. Thì quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem các cái video mà chúng tôi đưa lên, từng cái thông số cũng như là mẫu mã rất nhiều, đa dạng. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất. Xin cảm ơn.